đường Nguyễn Đình Chiểu giao với các đường Trương Định, Bà huyện Thanh Quan và Cách mạng tháng 8. Những chiếc đèn thông báo thời gian hết tín hiệu đèn đã ngưng hoạt động từ 3 năm qua. Đèn xanh mà còn 5 giây nữa thì tôi thấy là cái việc mọi người tăng tốc để vượt qua điều đó rất là nguy hiểm. Cách đây ít ngày, chức năng đếm ngược thời gian đèn tín hiệu ở giao lộ này cũng đã bị tắt, nhưng cũng có ý kiến ngược lại. Để thì tốt hơn, để cho người ta tham gia giao thông ta biết là chuẩn bị ra đèn vàng, đèn đỏ, người ta sẽ giảm tốc độ. Theo mình thì nên giữ lại đồng hồ đếm giây, tại vì mình sẽ canh được cái tốc độ mà mình đi. Thực tế ghi nhận tại giao lộ Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, còn mấy giây hết đèn xanh, nhiều phương tiện từ xa đã tăng tốc độ vượt qua như thế này. Đây được xem là một trong các lý do mà cơ quan quản lý bỏ chức năng đếm thời gian đèn tín hiệu giao thông. Lãnh đạo Trung tâm Quản lý Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù bỏ bộ đếm thời gian, nhưng phía đơn vị cũng hoàn toàn chủ động trong việc kiểm soát tín hiệu đèn từ xa. Tổ điều khiển đèn tín hiệu thông đã được kết nối trực tiếp với trung tâm, thì cũng phân ra các khu vực thường xuyên thực hiện cái việc xây dựng các kịch bản để đảm bảo cho cái việc điều khiển cái thời lượng đèn tín hiệu thông phù hợp. Giao lộ này đã thực hiện việc bỏ bộ đếm thời gian đèn tín hiệu giao thông từ 3 năm nay và đã có nhiều ý kiến trái chiều. Người thì ủng hộ, người thì nói là bất tiện. Phương án nào thì cũng có điểm mạnh và điểm hạn chế. Quan trọng nhất đó là ý thức khi tham gia giao thông.